Hello my friend and welcome to để nhớ lại tên game cái này. Restock thì phải. Có nghĩa là đi chất hàng gì đó. Tutorial hướng dẫn biết để chơi game dành cho những người mới chơi, người 30 năm kinh nghiệm my friend. Mình không bao giờ bấm vào cái nút hướng dẫn và mình không bao giờ bấm vào chế độ normal. Mình luôn luôn chọn chế độ hard. Có nghĩa là khó my friend. Let's go. Bây giờ là 2 giờ 57 phút sáng rồi sao? Mình cần phải hoàn thành cái ca làm việc này trước khi mà người quản lý đến đây và sa thải mình mất. Còn 3 phút nữa thôi, mình phải nhanh lên. Let's go! Đây, hiểu, nhìn phát là biết cách chơi luôn, người 30 năm kinh nghiệm mà. Không cần đọc hướng dẫn cũng biết. Game này nó đang bắt mình là đẩy cái xe hàng này về. Đẩy xe hàng này về cái nơi mà nó thuộc về. Nhìn là biết. Không cần chỉ cũng biết. Đó, thấy chưa? 30 năm kinh nghiệm. Phải nhìn là phải hiểu chuyện. Đây là hành trang cho tương lai mấy bên ạ. Không phải là mỗi chơi game kinh dị không đâu. Sau này mấy bên có bồ cũng vậy. Có bạn gái, có bạn trai mình cũng quan tâm. Tại vì trên cái chat có cả trai lẫn gái. Ý là người yêu mấy fan sau này mà giận dỗi á, nó không có nói năng gì á, mấy fan phải tự hiểu. Tự biết phải mua trà sữa ở tiệm nào, ok. Tự biết phải bỏ topping là gì. Tự biết phải mua size cỡ lớn hay là cỡ nhỏ. Xong rồi về mấy fan phải tự biết đấm lưng cho người ta. Rồi mấy fan phải tự biết gọi là đi mua krem cho họ. Tự biết là hôm đó mấy fan phải rửa chén. Tự biết phải lo mà nấu ăn. Không cần phải nói. Chết cha, là người yêu nó dội quá. Cứ tưởng tượng như cái xe hàng là người yêu đi. Anh bỏ tôi ra. Anh là gì mà anh động vào người tôi? Ngoan nào, vào đi. Nhanh lên, hết giờ rồi. Chịu đâu, không uống trà sữa này đâu. Trà sữa matcha cơ. Bỏ thêm sô-cô-la và trứng gà cơ. Thôi nà, người ta giờ chỉ còn trà sữa gọi là vị vanilla như vậy thôi. Còn một phút nữa bây giờ làm gì? Mà không biết, phải tự mà biết đi. Đang dội rồi. Bây giờ em thích ăn cái gì? Em thích ăn pizza hay là em thích ăn donut? Không nói gì hết, phải tự hiểu. Còn 56 giây nữa. Nếu như bây giờ mình không tìm hiểu được xem là người yêu mình nó thích cái gì á, thì chuẩn bị chia tay nhau đi. Tức là trong game là bị đuổi việc á. Sao thời gian nó bật đếm ra? Còn 40 giây nữa. Chết cha rồi. Đây. Còn 3 việc phải làm thôi. Nhanh mà. Đây. Dễ mà, cái này dễ. Cửa chính đâu rồi? Mình ra sẵn đi. Để người ta đuổi mình về luôn. Không cần phải mất công. Wow. Quản lý đến. Quản lý đang ở một nơi nào đó trong cửa hàng. Từ anh ơi, cho em một cơ hội nữa đi. Giống như người yêu á. Người yêu bây giờ là dứt áo ra đi rồi, viết đơn ly dị, chuẩn bị ra chia tay rồi. Nhưng mà vẫn còn cơ hội nếu như mấy fan níu kéo. Nếu như mấy fan sẵn sàng ký vào một tờ giấy gọi là tờ giấy kiểu như là không tranh chấp tài sản. Tất cả những gì của mình là của người yêu hết. Chia tay, ly dị. Ra đi và không được cầm theo bất kỳ loại tài sản nào hết, kể cả quần áo. Hết về. Qua một game kinh dị mà có thể liên tưởng đến chuyện yêu đương. Mình đây cho người 30 năm kinh nghiệm nó vậy. Let's go, coi hướng dẫn cái nào. Đây là hướng dẫn mấy friend. Thực ra mình không muốn vào đây đâu. Nhưng mà có 2-3 bạn giờ nó đang thật giao cách cảm trong đầu mình bảo là Dũng ơi, Dũng chơi như vậy đâu có được. Dùng pro rồi, cái đó thì ai cũng biết rồi, không thể phủ nhận được rồi. Nhưng mà mình á, mình gà lắm.
Đúng rồi, hai ba bạn đang tâm giao cái cảm cùng một lúc mà ôi tín hiệu đi về nhiều quá, là mình nhức đầu quá. Nhưng mà để mình đọc tiếp để xem các bạn đang nói cái gì. Các bạn đã nói rằng là mình là nói chung là gà công nghiệp rồi. Mình thì muốn biết được là cái game này chơi như thế nào để mình còn hiểu hơn. Tại vì coi game mà không hiểu thì đâu có hay đâu. Cho nên là Dũng có thể coi hướng dẫn giùm mình được không? Mình mới ok luôn mày bên đây. Cái này là mình vì hai ba cái bạn mà đang tham gia cái cảm với mình đó. Để mình đọc hướng dẫn cho mấy bên coi cách chơi nha. Đây là nơi mà mấy bên biết được cái gọi là cái siêu thị hoạt động như thế nào. Mình có thể tương tác bằng nút E và bật đèn pin bằng nút F mày bên đây. Và trong cái quá trình này là mình sẽ nhìn thấy những cái bảng bằng kim loại. Nó sẽ cho mình biết được là nó cần gì và cần gì đó mỏ. Cereal là ngũ cốc nè. Toothpaste có nghĩa là kem đánh răng. Và tomato soup là cà chua. Mày phải đen sốt cà chua, sốt cà chua. Sốt cà chua nè. Đó. Toothpaste kem đánh răng nè. Đó. Và cuối cùng là gì? Cereal ngũ cốc nè. Tưng tưng. Được chưa? Hai ba cái bạn mà gà không biết game này chơi sao đó. Mình thần giao cách cảm cho vậy là biết chưa? Biết cách chơi chưa? Biết rồi là tốt, không cần cảm ơn mấy bên em. Mình xin được từ chối lời cảm ơn của mấy bên em. Mình làm việc trước giờ mình đâu có đòi gọi là nhận lại cái gì đâu, cho đi nhưng mà không bao giờ nhận lại cái gì hết. Tại vì như thế mới là cuộc sống, mới tìm được cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống mấy bên em. Đọc chat đó hả? No, no, no. Đọc chat nó không có tồn tại trong cái khái niệm đang chơi game kinh dị của mình. Tại vì cần gì đọc trong khi mình có thể thân giao cách cảm được với mấy bên em. Bây giờ tuy mình không đọc chat nhưng mình cũng biết thừa là mấy fan đang cảm ơn mình. Mấy fan đang kiểu như dành cho những mình cái lời tươi đẹp nhất, tốt đẹp nhất vì cái hành động cao cả của mình. Đúng không nào? Đúng rồi. Giờ mới biết thì hơi muộn. Mình tốt hồi giờ rồi mà. Đó là vứt đi mấy cái thịt thúi đó. Và cuối cùng là đẩy cái này vào nữa thôi. Đẩy xe hàng này vào lại. Ok. Được chưa? Mấy bạn gà công nghiệp. Gà nhà, gà ta, gà tây, gà chọi gì đã biết cách chơi game này chưa? What the... Quá là đơn giản đi ấy mà. Không sao, sau này mình cắt cái khúc đó đi. Ý là cắt cái khúc mà bị kẹt đấy. Mình sẽ cắt từ cái khúc mà quá đơn giản đi ấy mà. Xong rồi mình cắt luôn đi cái khúc cái xe này vào luôn, ok. Chứ không nó mất đi cái sự ngầu lòi của mình mất. Fuck? Gì vậy? Cầm lên chi vậy? Thông cảm, nhân vật không có tay mày mới bị bọ cạp nó cắn cho nên là liệt tay rồi. Phải lấy chân đẩy. Wait, what? Mấy cái xe hàng này có thể đẩy bằng nút chuột trái. Ngoài ra, mình có thể bỏ hàng vào cái xe hàng bằng nút E, tối đa 3 vật phẩm. Hãy nhớ rằng là những cái xe hàng mà đang có đồ thì không thể nào được đưa vào cái chỗ chứa này nữa. Xong nói. Bây giờ sao? Vứt đi. Trời ơi. Em gì? Đẩy bằng chuột trái được. Oh my god. Thật ra thì cái này mình biết lâu rồi. Mình biết cái này lâu rồi. Nhưng mà ba cái bạn mà nãy mình vừa nói, ba cái bạn, tất nhiên là mình không nói mấy cái đâu. Mình không nói những cái bạn đang chat lên cái chat đâu. Mình đang nói ba cái bạn mà quá ngại ngùng, không thể nào gọi là chat lên cái chat, tại vì gà quá mà chỉ có thể thần giao cách cảm với mình thôi. Ba bạn nó không biết những cái điều đó nha. Nên là mình phải đọc lên để cho các bạn nó biết. Bây giờ mình cùng ấy nào, cùng đẩy xe vào chỗ ấy nào. Quá đơn giản. Chúc mừng sinh nhật. Khi mà mình làm xong nhiệm vụ của mình rồi, mình hãy tương tác với cánh cửa. Cái bánh là nó dắp đấy. À, được chưa? Mấy bạn gà gà đã hiểu chưa? Bây giờ để người pro người ta làm việc này. Start này, hát này. 3 phút này. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Làm dư 1 phút luôn cho mấy fan coi này. 3 phút, let's go.
Tút bay, tút bay, tút bay. Nhìn lên. Kẹp đánh răng, kẹp đánh răng. Nice. Tomato soup. Sốt cà chua, my friend. Đây, sốt cà chua đây. Ngũ cốc. Có ngũ cốc luôn. Tomato soup tiếp. Sữa này, có chỗ nào thiếu sữa không? Sữa, sữa, sữa. Ok. Cái gì nhỉ? Tomato soup, cái gì quên cha rồi. Tomato soup. Vậy tomato soup. Sữa. Tomato soup với sữa nữa là sắp. Thịt hư này. Thùng rác đâu? Sao mà biết được? Sao mà biết thùng rác ở đâu được? Ủa? Sữa sữa hả? Ủa sao cái thông cảm mới bị bỏ cạp cắn xong nên mất trí nhớ tạm thời, mày phải đen. Sữa 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 sữa, mình cần sữa sữa, mày phải đen. Mình mới bị bỏ cạp cắn, mình để kể cho mày phải nghe chưa nhỉ? Mấy cái này vứt đâu? Mình biết vứt thịt ở đâu ấy. Ở đây đây, vứt đây, vứt đây, vứt đây. Fire! Donaldo đã trả lời chính xác nhất về brand. Phần thưởng của Donaldo đây. Kaboom! Để mình gói lại rồi mình ship cho Donaldo nha. Tí nữa lên Discord đọc địa chỉ đi mình đưa cho. Đây này, nó đây này. Hai kem đánh răng nè. Thùng rác ngay đây. Thua. Bây giờ mình biết. Chạy đi khắp nơi tìm thùng rác. Ok, thịt xong rồi nha mấy bạn em. Từng 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 rồi đó. Bây giờ mình phải đi lấy ba cái kem đánh răng lại. One. Two. And three. Một kem đánh răng này. Hai kem đánh răng này. Ba kem đánh răng này. Một kem đánh răng nữa. Hai kem đánh răng nữa với lại một ngũ cốc. Tự
tưng tưng. Giờ chúng ta xem thiếu cái mặt hàng gì bên này là ok my friend, hết game my friend. 2 da ua, 3 da ua, 1 sữa. 3 da ua, 1 sữa. Quản lý đã ở trong cửa hàng ở một nơi nào đó. Có quan trọng không? Không. Vì là mình đã làm xong nhiệm vụ rồi, mình đi về thôi. Fire! Ủa? Quá trễ. Vẫn bị đuổi việc mấy phần này ạ. Bài học rút ra ở đây là gì? Là tất nhiên là cái chuyện việc làm ở đây là mình không nói đấy rồi. Mình luôn luôn liên tưởng từ game cái gì qua chuyện tình yêu mấy fan này, này. Giống như đầu game mình đã nói rồi đó. Có nghĩa là một khi mà người yêu đã giận rồi á, mấy fan họ đã không nói chuyện, mấy fan đã có chiến lành tranh lạnh rồi. Thì mấy fan có cố gắng thế thật là chăng nữa thì họ cũng rời bỏ mấy fan mà thôi. Ok. Không có happy ending nào đây hết. Kiếm đứa khác. Ừ, đúng rồi, kiếm việc khác, bị đuổi việc.